À, xin lỗi mọi người, tôi có điện thoại. Alo, Thái hả? Tôi nghe đây cậu. Có một người đang muốn gặp cậu. Ai vậy? Cậu nói chuyện đi. Anh Hải, em Võ Hiếu đây. Alo, anh Hải, anh nghe em nói không, anh Hải? Alo, anh Hải ơi. Alo, alo. Cậu đưa máy, tôi gọi Zalo cho hai người nói chuyện. Xin phép mọi người, tôi ra ngoài một chút. Cậu không sao chứ? À, không sao. Cho tôi nói chuyện với Võ Hiếu. Được rồi. Hiếu, anh đã mất hy vọng là được gặp lại em. Nhìn em tệ quá. Em từ cõi chết trở về mà, giữ được cái mạng này là may lắm rồi anh. Em có rất nhiều chuyện muốn báo cáo với anh, nhưng mà anh xuống dưới này được không? Được được, anh sẽ xuống liền. À anh Hải, nhưng mà anh xuống dưới này gặp em, anh bí mật nha, đừng cho ai biết nha. Mình có nội gián ở công an huyện. Hả? Nội gián hả? Dạ. Em không thể nói chuyện này qua điện thoại được. Anh hiểu rồi, cho anh nói chuyện với anh Thái. Dạ dạ. Tôi nghe đây. Ờ Thái hả? Tôi sẽ sắp xếp công việc để xuống Sài Gòn gặp cậu. Cậu cho tôi gọi Võ Hiếu. Nhớ chăm sóc cậu ấy giùm tôi. Được rồi, cậu yên tâm. Thôi chào cậu. Nhà máy trà công Di Kha là nơi sản xuất ma túy. Đích thân anh và công an huyện đã đến kiểm tra hết mọi ngõ ngách, đâu có phát hiện gì. Đó là một căn hầm bí mật nằm dưới lòng đất, ngay phía sau nhà máy trà. Ông Di Kha chỉ là một mắt xích nhỏ trong đường dây này. Em dám khẳng định đây là một tổ chức mafia quốc tế hoạt động rất tinh vi. Không thể tin được. Anh đến đó nhiều lần để tìm em, em ở ngay đó mà anh lại không biết. Anh có biết tại sao nó lại tồn tại ngay trước mỗi công an huyện không? Vì của nội gián là kẻ bán tin. Đúng vậy. Trước khi chết, tên chính rất ân hận. Và hắn đã cho em biết tên người này. Là ai? Phó công an huyện Lê Đạt. Là Đạt? Là anh ta sao? Ông nhớ cân đối tài chính trước khi chuyển tiền cho các dự án. Dạ. Ông cũng biết rằng phi vụ mua lại công thức sản xuất ma túy mới này cốn của tôi quá nhiều tiền rồi. Ông chủ yên tâm, tôi sẽ lập kế hoạch tổng hợp lên cho ông chủ xem trước khi ký duyệt những hạng mục quan trọng. Tôi biết, ngay khi chúng ta đẩy được những đơn hàng ở nước ngoài, chúng ta sẽ thu lại những khoản tiền lớn. Nhưng từ đây tới lúc đó, chỉ cần thủ, không cần bung. Khách hàng mà Peter đưa tới, ông chủ có nghĩ đó là cá mập lớn không? Ông yên tâm, tôi biết gã này. Lý lịch của ông ta cũng khá đáng gờm. Từng là du học sinh thời Liên Xô cũ, nhưng sau này qua Ukraine, lấy vợ sinh con để được ở lại. Ban đầu chỉ bán hàng chợ, nhưng sau này nổi lên như một tay anh chị khét tiếng trong giới ngầm. Bề ngoài cũng chỉ là một doanh nhân, nhưng thật ra là trùm mafia khét tiếng. Tôi chỉ lo những đơn đặt hàng lớn. Ngoài chuyện đổ tiền thật nhiều và khâu sản xuất, chúng ta phải tìm những nhóm thật là xuất sắc để trung chuyển hàng. Tôi đã có chút điều chỉnh trong nội bộ của mình. Tôi sẽ nói cho ông sau khi tôi có kế hoạch. Nếu như
lão bàn vẫn tin tưởng những người phụ nữ đó thì tôi không còn ý kiến gì hết. Ông biết họ là những kẻ cứng đầu bản lĩnh mà, không thua đàn ông chứ. Tôi không xem thường họ, nhưng tuyệt đối không tin tưởng đàn bà. Ông mang nặng thành kiến với họ quá rồi. Nếu cho tôi được chọn lựa, tôi sẽ không làm việc với phụ nữ. Họ không phải là những người phụ nữ bình thường. Nhưng với tôi, đàn bà luôn luôn không qua ngọn cỏ. Có chuyện gì mà ông gọi trực tiếp cho tôi vậy? Dạ, tôi có chuyện gấp, cần báo cho ông chủ biết à. Nói đi. Dạ, dạ, tình hình nhà máy có biến lớn rồi ông ơi. Có chuyện gì vậy ông chủ? Lấy cho tôi khẩu súng nhanh lên. Dạ. Lấy một đầu mảnh cho tôi. Lên đường lập tức. Nằm im. Ông chủ tụi mày đâu? Xem chuyện gì xảy ra. Mỹ Kỳ, cho mày một cơ hội đoàn tụ với con trai của mày. Đại ca, đại ca, đại ca, qua gỡ ổ cứng với máy tính đem theo. Dạ. Đưa hết tụi nó lên trên, đem hàng theo. Đứa nào ốm yếu thì chôn ngay tại đây luôn. Dạ. Chuyến đi này chúng ta trắng tay, không thu hoạch được gì nhiều. Chúng ta đã chậm một bước. Đừng nản. Em biết cách nào để tìm ra tên đầu sỏ. Có phải cậu muốn nhắc tới Chiêu Dương? Phải. Cô ấy sẽ là đầu mối đưa chúng ta đến chỗ tên Rồng. Lần thứ hai cậu quyết định tuyệt tình với Chiêu Dương sao? Cậu có còn yêu cô ấy không? Nếu anh hỏi em còn yêu không,
Còn chứ anh, cô ấy là vợ em, là mối tình sâu đậm của em. Nhưng em còn một tình yêu khác lớn hơn. Em yêu đất nước này. Em không muốn nhìn thấy một thế hệ tương lai bị tàn phá bởi cái chết trắng. Em cũng không muốn chứng kiến một xã hội suy đồi, bất ổn chỉ vì những kẻ coi mạng người như cỏ rác, kiếm tiền bất chấp lương tri. Không ngờ cậu là một người có lý tưởng lớn. Ngay cả những người đứng trong hàng ngũ chúng tôi còn có kẻ bán đứng tổ chức. Cậu là một người vì tình cảm lớn mà quên đi tình cảm riêng tư của mình. Tôi thật là cảm phục. Cảm xúc là bản năng, khống chế được cảm xúc mới là bản lĩnh anh à. Tôi mừng vì đã đặt niềm tin đúng người. Em cũng cảm ơn anh. Nhờ anh đã tiến cử em học một khóa kỹ năng sống ngắn hạn, nhờ đó mà em mới thoát được qua cửa ải này. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu từ Chiêu Dương. Cậu có biết cô ấy ở đâu không? Em mất dấu cậu đã lâu, nhưng tìm đến người này, chúng ta có thể gặp được cổ. Cũng còn đẹp trai chán. Ngồi xuống đi. Con nhỏ này, mày phụ nữ mà bạo lực vậy? Phải dịu dàng. Ngoan nha con. Con ngoan thì mẹ mới dịu dàng với con được. Con mà nổi điên lên á là mẹ đánh chết bà nha con. Ê, mày định xử nó thiệt hả? Nè, ông giảm thanh đâu? Hay dùng cái này đi, bớt ồn ào. Anh chọn đi. Tôi cho anh quyền lựa chọn cuối cùng. Sống hay chết, tùy anh. Mày nghe không mày? Mày chọn nhanh đi, không là tao chọn cho mày đó. Ký đi. Ký mày. Ký đi. Nhanh lên. Đây là giấy tờ gì? Ký mày. Không hỏi nhiều. Chữ ký cũng đẹp đó. Nhưng mà có lẽ đây là chữ ký cuối cùng của anh. Cô hứa là cho tôi sống mà. Sau khi tôi làm tất cả những gì cô muốn, tôi sẽ giữ lời hứa. Sau cuộc họp ngày mai. Chào anh. Cuộc họp vừa mới bắt đầu. Mọi người rất muốn nghe giọng nói của anh. Lâm Phong kìa, dạo này anh ấy ốm yếu quá vậy. Sao trông cậu ấy tiêu tụy vậy? Sao cậu ấy kỳ vậy? Sao quả ta? Anh vào chủ đề chính đi. Em còn hợp với mọi người nữa. Cũng như mọi người đã biết, tôi sẽ chính thức thông báo tôi đã bán hết cổ phần cho cô Chiêu Dương. Sao vậy? Tại sao anh lại làm như vậy? Romantic là tâm huyết bấy lâu nay của anh mà. Tôi có những lý do riêng. Anh có thể nói hết lý do ra để cho mọi người đỡ thắc mắc đi. Tôi đã có gia đình,
dàng chịu chất cho gia đình của mình. Như vậy anh cũng đâu cần bán hết cổ phần của mình đâu. Đó chỉ là một trong những lý do. Điều quan trọng là tôi đang bị bệnh nan y. Tôi sẽ ra nước ngoài để chữa bệnh. Ờ, vậy hả? Hèn gì thấy anh ốm yếu quá. Ok, vậy là mọi người đã thỏa mãn. Anh cứ đi nghỉ ngơi đi. Khi nào thuận tiện thì bất ngờ quá ha. Em sẽ gọi cho anh. Chồng giỏi lắm. Có muốn vợ thưởng cho không? Đừng lấy gần tôi. Đừng lấy gần tôi. Mày tưởng tao muốn mày hả? Mày không phải là gu của tao. Xong việc rồi, vô trong. Mày đừng có sợ. Chưa có lệnh, tao muốn bắn mày cũng không được. Đi, vô trong. Sao mình đã đồng đội đây chứ? Sống chơi giàu có kẻ đứng tay. Mình thật là ngu ngốc. Tiếp cận Chiêu Dương bắt đầu từ nhà Lâm Phong, cô ấy sẽ ít nghi ngờ hơn. Cô nói đúng, Chiêu Dương là người khá thông minh, phải hết sức cẩn thận. Tôi xin mất cậu một lần rồi, đừng để tôi mất ngủ vì cậu nữa đó. Lần này thì khác, sau lưng Võ Hiếu luôn có đồng đội.
mài gì mà bấm chuông kiểu mày mày? Tôi muốn gặp Lâm Phong. Mày mà quen với Lâm Phong, Làm ơn nói với Lâm Phong, Tôi là chồng của Chiêu Dương. Tôi muốn gặp anh ấy. Em muốn nghe gì? Tất cả. Sau khi bị Di Kha bắt cóc, tra tấn dã man để trút hận, ông ta đã đưa đến một căn hầm sản xuất ma túy. Hầm sản xuất ma túy? Ừ. Di Kha sản xuất ma túy, anh có chắc không? Anh sống trong cái địa ngục đó bao nhiêu ngày, làm sao mà anh không chắc được? Vậy anh có thể mô tả lại căn hầm đó cho em biết rõ hơn được không? Tại sao lại quan tâm đến căn hầm đó vậy? Chị với em rất cần biết những gì đã xảy ra với anh thôi mà. Đó là một căn hầm nằm sâu trong khu rừng phía sau nhà máy của Di Kha. Họ đã bắt cóc một số người vô đó để ép họ sản xuất ma túy. Xung quanh luôn có đàn em của Di Kha canh gác cẩn thận. Và ngoài Di Kha ra anh còn biết ai nữa không? Ý em là chắc chắn sẽ có người hợp tác với ổng. Anh không biết nhiều, vì khi anh phản ứng mạnh với tất cả những gì ông ta đã đối xử tàn tệ với bọn anh, anh đã bị đánh đập và đưa đến một trang trại sâu trong khu rừng phía sau đó. Và đó là cơ hội để anh thoát về đây. Tại sao anh lại tìm đến nhà Lâm Phong mà không quay về nhà? Anh muốn tá túc nhà Lâm Phong một thời gian, vì anh không thể xuất hiện trước mặt má và người thân trong bộ dạng tàn tạ như vậy được. Má sẽ đau lòng như thế nào khi nhìn thấy anh như vậy hả em? Anh muốn có chút thời gian để hồi phục sức khỏe. Và quan trọng hơn hết là anh muốn đi tìm em. Sau tất cả những gì xảy ra anh biết được, anh không thể sống thiếu em. Đừng nghĩ về em nhiều như vậy. Em không còn là vợ của anh nữa. Em khác xưa rồi. Chiêu Dương, em đừng bắt anh phải sang thêm một lần nữa. Anh còn sống sót để trở về đây được, tất cả là vì em. Em không thể. Nhưng mà ít ra em cho anh tá túc ở đây một thời gian, chờ anh bình phục rồi anh tính tiếp được không em? Thôi được, em sẽ lo cho anh, nhưng không phải ở nhà này, với một điều kiện. Đừng nghĩ em vẫn thuộc về anh. Chúng ta hãy coi nhau như là bạn. Anh sẽ không từ bỏ quyền làm chồng của em. Anh cũng sẽ không ép em phải nghe bây giờ. Đợi đến một lúc nào đó, em có thể thấy anh xứng đáng là chồng của em hay không? Em yêu cuộc sống tự do lắm vợ Hiếu. Vì có bao giờ em nghĩ em còn một người mẹ không?
Không có ai ở nhà hả? Ừ, không có ai ở nhà hết. Mình về Sài Gòn thôi. Thú thật, bản thân em cũng bị giằng xé giữa gia đình và con đường mà em đang đi. Quyết định bứt phá khỏi gia đình là một quyết định khó khăn nhất đối với em. Nhưng cuối cùng em cũng đã có quyết định cho riêng mình. Tỷ là trẻ mồ côi, cho nên hai từ gia đình đối với chị nghe rất là xa lạ. Cuộc đời của em giống như là chiếc lá cuốn bay bất định. Em thấy em có lỗi nhiều với người đã sinh ra em. Nhưng bây giờ đã dấn thân vào con đường này, em cũng không có đường lui nữa đâu. Em biết chứ, gia đình có thể nghĩ em là đứa tuyệt tình. Rất nhiều lần em đi về nhà thăm má, nhưng mà em chỉ dám đứng từ xa nhìn má thôi. Em làm như vậy vì em không muốn gia đình dính dáng bất kỳ điều gì về em. Em không muốn họ phải chịu rắc rối từ em. Em không muốn điều đó. Sống một mình được chết một mình, con đường này rất là nguy hiểm nếu như lôi theo người nhà. Thực sự trong lòng của em luôn mong gia đình của mình bình yên. Cho dù mình không thể nào ở bên cạnh, nhưng bây giờ thì gia đình lại gặp khó khăn. Đứa em rể của em thì bị chết trong một vụ án bí ẩn, còn người chồng cũ của em thì lại đang mất tích. Chưa bao giờ chị thấy em khóc nhiều đến như vậy, chứng tỏ em dành tình cảm cho gia đình rất là nhiều. Họ luôn ở trong tim của em, chưa bao giờ em rơi nước mắt vì bản thân của mình. Nhưng mà em không cầm lòng được khi chứng kiến cảnh gia đình của mình đang bị gặp nạn như vậy. Em không cầm lòng được. Nhưng mà ông sao, em sẽ vượt qua được. Em sẽ vượt qua được. Nếu như em muốn khóc thì em cứ khóc đi. Em không cần mạnh mẽ cứng rắn trước mặt tỷ đâu. Tỷ hiểu em mà. Em đã chọn con đường cho riêng mình, và con đường của em rất phức tạp. Em không muốn liên lụy tới bất kỳ người thân nào của mình cả. Anh hiểu tất cả những gì em đang nghĩ. Anh hiểu. Từ khi trải qua những ngày chết đi sống lại, anh cũng tự nhủ một điều rằng nếu như được sống lại một lần nữa, anh sẽ tận hưởng cuộc sống tự do thoải mái
hưởng thụ nhiều nhất có thể. Để nếu như có bất trắc xảy ra, có chết mình cũng không có gì phải tiếc nuối. Anh dám từ bỏ gia đình để sống cuộc sống tự do, anh không nghĩ tới má sao? Anh chọn em. Em nghe điện thoại chút. Em nghe nè lão bàn. Ok, em qua liền. Tỷ với Giang về đây. Ok. Em có việc phải đi gấp. À, em cứ lo công việc của em đi. Ủa mà Lâm Phong đâu, sao không thấy? À, Lâm Phong đi nước ngoài rồi. Anh đã bán căn nhà này lại cho em. Anh cầm lấy rồi đi cắt tóc, đi mua sắm quần áo đi. Giang, đưa anh đi giùm tao. Xong việc đưa qua bên nhà tao luôn. Tao biết rồi. Ừ. Em đi nha. Anh cảm ơn em. Đi tỷ. Ừ. Kềm chế được khi nhìn thấy vết sẹo trên lưng của anh. Nó cũng đã từng nằm trên lưng của em lúc em 17 tuổi. Em, tại sao lại phải kiềm chế cảm xúc khi mình vẫn thuộc về nhau? Anh, nếu anh nghĩ em vẫn là vợ của anh thì anh hiểu lầm rồi đó. Thôi anh nghỉ ngơi đi, em phải về phòng.
Mày là ai? Ra đây! Là tao đây. Thằng điên! Mày nghĩ mày dọa được tao nữa hả Trường Hận? Tao là Niên, không phải Trường Hận. Mặt xác mày là ai? Đứng lại. Mày mà tiến thêm bước nữa, tao bắn nát sọ mày. Vào được nhà của số 2. Được lắm. Bước đầu, cô lấy lòng tin của Chiêu Dương. Cô ấy có vẻ tin em, nhưng Chiêu Dương đã thay đổi rất nhiều. Cậu nhớ quan sát căn biệt thự và gửi hình về cho đội. Ok. Chết rồi, không thể chết thêm lần nữa. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Mày đứng lại không? Tao không muốn gây án mạng. Một người đã chết sẽ không chết hai lần. Mày bắn tao đi. Lâm Phong đã thất thế, lần này ai đã trả tiền cho mày để làm điều này hả? Lâm Phong đã thất thế là ai? Ai trả tiền để cho mày làm chuyện này hả? Đứng lại. Chú nhanh chóng giải quyết cô nhỏ đó bằng mọi giá. Em sẽ cố gắng. Anh hai cho em thêm chút thời gian. Em đang tuyển thêm hai thằng sát thủ ở bên Cam về. Anh muốn chú làm cho nhanh gọn. Con nhỏ này không tầm thường, đừng chủ quan với nó. Anh yên tâm, em biết cách mà. Anh đưa chú một nửa, xong chuyện chú sẽ có thưởng thêm. Nhất định em sẽ không làm cho anh hai thất vọng đâu. Anh hai em đi. Em ngồi uống nước nè. Lâu lâu á thấy em làm gái chăm ngoan
nấu cơm cho chồng ăn. Anh thấy em đẹp sợ luôn á. Trời ơi, xạo xạo không à. Đừng có tưởng nói vậy khen em đẹp là em dễ mắc bẫy. Rồi ngày nào cũng qua đây nấu cơm cho anh ăn nha. Gái ăn đứa gì không có ý tứ gì hết á. Mới khen giờ chê là sao? Anh nói chơi thôi mà. Em công nhận á, ăn cơm ở nhà vừa ngon vừa rẻ nữa. Đi ra ngoài ăn vừa tốn tiền vừa không sạch sẽ nữa, đúng không em? Ừ, thôi đi. Chứ không phải anh kẹo kéo không dám chi hả? Bộ anh kẹo lắm hả? Chứ còn gì nữa. Anh coi đi, từ hồi anh quen em tới giờ, anh đã tặng em cái gì có giá trị chưa? Hay toàn là bò bía, nước mía. Đến cả ly trà sữa anh còn không dám tặng nữa kìa. Không phải anh keo, mà là vì anh nghèo. Anh biết là em không có chê anh nghèo mà. Hai đứa mình hiểu hoàn cảnh thôi. Chỉ là em nói giỡn. Anh biết. Anh là một thằng lông bông, không nghề nghiệp. Nhiều khi anh cứ sống cho qua ngày đó. Nhưng mà khi nghĩ về em, nghĩ về gia đình nhỏ của mình sau này, anh thấy hoang mang lắm. Hai đứa mình cũng có tay có chân mà. Em cũng có cái nghề bán cá mà má truyền đại cho em á. Anh chỉ cần đi làm nghề chân chính thôi, dù ít nhiều gì mình cũng gói ghém no đủ mà. Trước giờ anh không có quen lao động chân tay, không nghề nghiệp gì nữa. Anh biết làm cái gì kiếm tiền chân chính. Anh ốm nhom, lao động chân tay ai mướn. Ê, hay là anh đi chạy xe ôm đi. Xe ôm hả? Cái xe anh cà tàng thấy màu, ngoài em ra ai dám leo lên anh chở. Em có chơi một chân hụi ở ngoài chợ. Đợi cuối năm em hốt, em lấy tiền đưa cho anh mua chiếc xe mới nha. Cảm ơn em đã suy tính cho anh, nhưng mà em cứ giữ đi. Sau này mà đám cưới tụi mình có thiếu tiền thì em phụ cho anh. Anh cũng đang dành dụm có một chút tiền. Vậy nha. Mình chỉ có trong tài khoản 50 triệu mà Lâm Phong chuyển cho. Ê, anh nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Em nè, nếu mà tiền không phải do mình làm ra, mình không nên xài đúng không em? Được rồi, tới đây là an toàn rồi. Mọi người tạm nghỉ ở đây đi. Dạ. Em ngồi nghỉ chút đi. Ra được tới đây là an toàn rồi. Chắc mọi người cũng đói rồi. Để anh em tụi tôi kiếm cái gì đó cho mọi người ăn nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Cứu người là chuyện tốt mà, có gì đâu mà cảm ơn. Mình đi. Ở đây an toàn cho anh Hiếu. Không biết đám người kia đi ra có tìm thấy anh em mình không. Đây là đất thuộc Bình Thuận rồi, chắc họ không nghĩ mình đi xa vậy đâu. Thế nào cũng tìm quanh quẩn trên Lâm Đồng thôi. Em không muốn chết nha anh Tứ. Em muốn về gặp mẹ em. Đừng lo, anh sẽ băng rừng tìm sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Sẽ có người đến cứu anh em. Tôi không muốn làm vướng tay vướng chân tới chú nữa. Đã ra tới đây rồi, có chết tôi cũng mãn nguyện. Lần cuối còn có thể nhìn được ánh sáng mặt trời. Anh nói cái gì vậy anh Năm? Khó khăn lắm anh em mình mới thoát ra được khỏi chỗ đó. Anh phải hy vọng là mình còn cơ hội để tiếp tục sống tốt chứ. Chỉ vì nghiện ngập mà tôi đã làm tán gia bại sản, gia đình ly tán. Giờ tôi mới biết ma túy độc hại đến cả những người chơi trực tiếp, mà còn là chất độc hủy hoại đến cả những người thân, liên lụy đến gia đình và cả xã hội nữa.
Nếu đã hiểu ra được vấn đề, em hy vọng là sau khi ra khỏi đây, anh với tỷ sẽ sống một cuộc sống đàng hoàng tử tế hơn. Đặc biệt mấy anh phải là nhân chứng sống trước tòa để tố cáo băng nhóm mafia này. Anh là người tái sinh em ra lần hai, bây giờ anh nói gì em cũng nghe. Hãy lắng nghe con tim mình mách bảo phải làm điều tử tế. Anh không thể bên cạnh em suốt đời được. Anh cho tôi gửi lại mấy người bạn. Sức khỏe họ quá yếu, không thể tiếp tục cùng tôi được. Cậu cứ để tôi họ ở đây, để tôi chăm sóc cho. Anh có thể giúp tôi đưa tôi ra quốc lộ được không? Được mà. Đằng nào thằng em tôi cũng đi ra quốc lộ. Sẵn nó đi mua ít muối ít gạo đem về đây cho tôi. Nó đi cùng với cậu luôn. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhất định tôi sẽ quay lại đây để hậu tạ cho anh em của anh. Hậu tạ cái gì? Chạy đâu? Ngày tàn của mày tới rồi, còn khốn! Phá cửa nó cho tao! Dạ. Thì ra ông ta đã theo dõi mình từ lâu. Cuộc sống của mình chưa bao giờ an toàn. Ông ta nhắc tới mối thù không đội trời chung với mình và Võ Hiếu. Vì sự mất tích của Võ Hiếu chắc chắn có liên quan tới ông ta. Không lẽ ông ta là người giết Kỳ Quý? Nhưng mà Quý đâu có thâm thù gì với ông ta đâu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, liệu mình có thể không quan tâm? Mày có cảm thấy say sức chút nào không hả Chiêu Dương? Tỷ, tỷ nấu gì mà thơm quá vậy? Tỷ chiên cá thu cho em ăn cơm. Trời ơi, giờ này mà ăn cơm cái gì? 12 giờ rồi đó. 12 giờ rồi hả? Ừ. Trời đất ơi, sao em ngủ dữ vậy ta? Tỷ có pha cà phê bỏ trên bàn á, uống đi rồi ăn cơm. Tỷ, công nhận có tỷ là thương em nhất. Tao thương mày hơn thương vợ tao luôn á. Con nhỏ Giang mà nghe được câu này á, nó tự dẫn liền á. Ngu sao để cho nó nghe. Nè, em suy nghĩ cái chuyện mà tỷ nói với em chưa? Sao cái chuyện vừa rồi xảy ra, thiệt sự là tỷ không có an tâm để em ở một mình. Thực sự là em không có thích ở cùng với người khác, không được thoải mái.
Với đâu phải dễ tìm ai hợp tính mình đâu. Hay là để tỷ Giang Giang qua đây ở với em có được không? Không, em cần chị với Giang ở bên đó. Khi nào giải quyết chuyện Lâm Phong xong rồi mình tính sao? Em tính giải quyết kiểu gì? Không lẽ... Không, không cần phải giết người. Em còn nhiều việc phải tính sổ với thằng này. Tỷ có ý này nha. Nói thiệt, hiện tại tỷ cho đàn em bảo vệ em từ xa, nhưng mà tụi nó không có xuất hiện, rất lỡ gần em, để mà khi nào có chuyện ứng cứu kịp thời. Tạm thời tỷ cứ tính như vậy đi. Có gì em tính sao? Em có nghĩ là cái tên đó có quay lại truy sát em nữa không? Duy Kha hả? Ừ. Cũng có thể lắm. Đây đâu phải là lần đầu. Em từng bị ông ta truy sát hơn chục năm rồi. Mày bỏ chạy tao bắn nát đầu mày ra. Mày nghĩ là mày bỏ chạy về đây thì tao không tìm ra mày sao? Trước khi tao tiễn mày về gặp ông ba quậy, tao cho mày tự thú lần cuối. Có phải mày với ông A Quẩy từng có ân oán với nhau đúng không? Tôi không biết ông ta là ai cả. Mày đừng học qua mặt tao. Mày giết chết ông A Quẩy vì tư thù hay là vì ông ta đã cưỡng hiếp mày rồi mày đổ lỗi cho con trai tao hả? Nói. Đứng im, bỏ súng xuống. Tất cả đứng im. Tất cả bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống, đá súng qua bên này. Nếu không ta bắn nó đó. Bỏ xuống. Bỏ xuống xuống. Các đồng chí, giải hắn đi. Đó. Coi chừng tao đó còn khốn. Tao giết mày đó. Nhỏ hiểu. Coi như là em chết hụt dưới tay ông ta hai lần rồi. Mạng em lớn hơn ổng nhiều. Ông ta sẽ không bao giờ làm hại em được đâu. Em đừng có chủ quan. Tỷ không biết vết thương mà tỷ gây ra cho hắn có ảnh hưởng gì tới tính mạng của hắn không. Nhưng mà tỷ nghĩ hắn sẽ không dễ dàng gì buông tha cho em. Sống là phải biết đối đầu, vượt qua được nhiều thử thách, vậy mới thú vị chứ. Ăn đi tỷ. Dạo gần đây các tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn của chúng ta bị công an tổng tấn công. Cũng may Chiêu Dương nhận được tin báo nên chúng ta cũng không bị thiệt hại gì nhiều. Theo như tôi được biết thì sắp tới sẽ có khá nhiều những cuộc kiểm tra thường xuyên ở những khu vực này, cho đến khi nào những đám bảo kê và đám bán lẻ của một số nhóm sẽ bị bứng đi. Theo một nguồn tin mà tôi được biết thì băng của cô đã đụng độ với nhóm của Hà Nam Định đúng không? Ông cũng nhạy tin đó. Sao em không báo cho anh biết chuyện này? Em thấy chuyện này cũng nhỏ, em có thể tự giải quyết được mà. Không nhỏ đâu. Em muốn thọc tay vào chuyện này là để muốn giải quyết đối thủ đúng không? Em đâu đủ khả năng để mà giải quyết mấy chuyện lớn như vậy chứ. Chỉ là chiêu rung cây nhát khỉ mà thôi. Những kẻ nào mà cản đường em thì sẽ phải bị trả giá. Cô ngày càng ngạo mạn. Mày định hăm he ai vậy, con khốn? Như vậy cũng tốt. Cứ để cho công an đánh tan tác những cái băng nhóm đó. Có như vậy, chúng ta mới dễ dàng tung những loại hàng mới ra thị trường. Bọn chúng hết đường làm ăn. Cho đến khi ngóc đầu dậy thì chúng ta đã chiếm lĩnh được hết các đầu mối bán lẻ. Lão bàn cứ yên tâm, hiện tại hàng của chúng ta rất hút trên thị trường, cung không đủ cầu. Đúng vậy, các đầu mối đều muốn có loại hàng này, và họ yêu cầu tôi giao số lượng rất là lớn.
khả năng sản xuất là không đủ cung cấp cho thị trường. Có nên chăng là lão bàn nên mở rộng cơ sở sản xuất? Tôi đã nghĩ đến điều này rồi. Một chỗ sản xuất là không đủ, nhân lực có quá ít, nhưng mà cứ bắt họ làm ngày làm đêm cũng không ra hàng được. Tôi có ý này không biết là có nên nói hay không. Cậu cứ nói đi, đừng ngại. Tôi nghĩ là công ty sản xuất nông sản của chúng ta có thể sử dụng để sản xuất hàng. Trời đất ơi, tại sao cậu lại ngờ ngợt đến như vậy? Tại sao lại sản xuất hàng ở đây? Quá nguy hiểm. Thật ra thì tôi nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tôi đã tận mắt chứng kiến dây chuyền sản xuất loại hàng này. Máy móc có đặt mua, nhưng nhân lực là phải đảm bảo tuyệt đối bí mật. Vì vậy, theo tôi nghĩ, địa điểm là điều quan trọng nhất. Trong khi chờ đợi nơi sản xuất mới, tôi chỉ lo là hàng không đủ cung cấp cho thị trường thôi. Vậy tại sao lão bàn không hối thúc họ tăng cường tiến độ sản xuất? Chứ nếu không, ta không đủ hàng cung cấp cho thị trường, những đầu mối buôn bán lẻ nhỏ, người ta sẽ quay lưng với chúng ta sẽ mất mối. Tôi sẽ gọi ngay. Tôi muốn ông tăng gấp đôi giờ làm xuyên ngày xuyên đêm để ra hàng cho tôi có được không? Ở đây nóng lắm rồi, hàng về nhỏ giọt như vậy, khách hàng kêu ca tôi nhức đầu lắm. Dạ, thưa ông chủ, tôi cũng tăng cường thêm người cho làm ngày làm đêm đó ông chủ. Vậy thì chừng nào ông có thể giao chuyến hàng tiếp cho tôi? Dạ, tuần sau ông chủ. Cái gì mà tuần sau? Hàng không đủ để đi à? Sao mà lâu quá vậy? Dạ, hàng lúc nào cũng có, nhưng ông chủ cũng biết rồi đó. Tôi mới thiết lập quan hệ với thằng cớm mới. Mặc dù là tôi khống chế được nó, nhưng cũng cần cảnh giác. Còn thằng phản bội đó, ông xử nó sao rồi? Sau khi đánh nó một trận như tử, tôi đã cho nó ra ngoài làm rồi. Ok, tôi đồng ý phương án đó. Nếu như không vì chúng ta thiếu người, tôi đã cho xử tử nó rồi. Được, bây giờ ông cứ sắp xếp cái tên cớm đó đi. Chừng nào hàng an toàn thì mới xuất, nhưng tôi muốn hàng càng sớm càng tốt. Dạ, tôi biết rồi ông chủ. Trời ơi, chưa kéo dài được bao lâu thì sự thật này sẽ tới tay ông chủ. Đại ca, hay là mình trốn đi. Em nghĩ hậu quả này mình gánh không nổi đâu. Đợi lão bàn thay quần áo xong rồi chúng ta đi. Ông có cảm thấy là Chiêu Dương đang cố gắng tạo dựng địa vị của mình trong giới không? Đặc biệt là đang chứng tỏ năng lực với lão bàn. Đàn bà, cho dù cô ta muốn làm gì đi chăng nữa cũng không thể qua mắt của tôi được. Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Tôi từng sát cánh với Chiêu Dương trong nhiều phi vụ. Tôi hiểu rõ cô ta hơn ai khác. Nếu như có chuyện gì xảy ra giữa tôi và cô ta, cậu chọn ai? Tôi chọn lão bàn. Cậu luôn là một thằng láo cá. Đi thôi. Tình hình an ninh trên địa bàn thành phố gần đây á,
có nhiều diễn biến phức tạp. Nạn cướp giật xảy ra đều do các con nghiện ra tay. Một lượng ma túy dạng đá, viên nén, heroin đang tuồn qua các đài bán lẻ, gây bất an trên địa bàn. Gần đây nhất có những cái chết bất thường xảy ra ở các con nghiện. Tôi cần nghe đồng chí Quang trình bày. Tính đến hôm nay, trong vòng 2 tuần đã có 3 cái chết xảy ra. Tất cả bọn họ đều là những con nghiện, chết trong tình trạng phê thuốc rất là kỳ lạ, không như những con nghiện ngáo đá quan tưởng. Tất cả bọn họ đều chết trong tư thế chim bay, lao xuống từ độ cao ở các tòa nhà cao tầng. Đây là một dạng ma túy mới, được tìm thấy trên người một con nghiện đã chết. Sau khi phòng xét nghiệm báo cáo, nó có chứa các thành phần lạ mà các loại ma túy trước đây không hề có. Thậm chí độc tính của nó còn cao hơn rất nhiều so với các loại ma túy tổng hợp đã có. Chúng ta cần phải lên phương án, phải biết nguồn gốc xuất xứ từ đâu. Không loại trừ khả năng nó nhập từ các đường biên giới hay là sản xuất trong nước. Tăng cường truy quét ở tất cả các tụ điểm nóng. Nếu phát hiện ra những tay bán lẻ, lập tức truy theo vết, bắt bằng được chúng. Nếu cần, vào tận hang bắt rắn. Nên nhớ, đừng nắm đằng đuôi, vì rắn mất đuôi, đầu nó vẫn còn hoạt động. Các đồng chí cử trinh sát xuống địa bàn, nắm thông tin và báo cáo cho tôi ngay. Anh, trong cảnh có súng sao không mang theo? Lỡ gặp phải người xấu thì sao? Tôi phải bắt xe đi về Sài Gòn, mang súng theo không tiện, bị bắt ngay. Khoảng bao lâu nữa mới ra tới đường cái? Còn nửa ngày nữa. Cái gì? Vậy là nhanh rồi, tôi dắt anh đi đường chim bay không đấy. Còn đi đường mòn thì 2 ngày nữa chúng ta mới ra khỏi rừng. Thôi đi nhanh đi, ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Từ hôm nay, tỷ vừa lái xe, Kim vệ sĩ cho em. Có tỷ em thấy yên tâm. Lái xe cũng được, vệ sĩ cũng được, nhưng mà bắt vậy mặt cái kiểu này chị không quen. Tỷ phải làm quen đi, đó chính là hình ảnh bề ngoài khi đi làm việc chung với em. Phải thật bình thường, đừng để người khác chú ý nhiều tới mình. Đó là lý do vì sao em không cần nhiều vệ sĩ bên cạnh. Dạ cô chủ em biết rồi. Dạ cô chủ, bây giờ cô chủ muốn đi đâu hả? Tỷ chạy đi, em chỉ đường cho. Ok. Sạn làm gì vậy? Bộ có hẹn với ai hả? Tỷ cứ đi theo em đi rồi rõ. Dạ em chào chủ tịch. Ừ. Đây là Sơn Nữ, tài xế và cũng là vệ sĩ của tôi. Kể từ bây giờ, bất kỳ ai muốn vào phòng của tôi phải qua sự kiểm soát của chị ấy. Dạ em biết rồi. Còn đây là thư ký Mai. Bắt đầu từ bây giờ hai người có thể liên lạc với nhau một số việc. Ok. Một chút nữa cô sắp xếp chỗ ngồi cho Sơn Nữ ở đây nha. Dạ em biết rồi. À mà chủ tịch, mấy bữa nay chủ tịch không lên công ty á, nên có khá là nhiều hồ sơ cần phải ký à. Được rồi, tôi sẽ giải quyết hết trong ngày hôm nay. Dạ. À mà còn nữa, ngày hôm nay á, chủ tịch không có cuộc hẹn nào hết. Ok. Báo lại với phó giám đốc Hà, khoảng một tiếng nữa qua phòng tôi. Dạ em biết rồi. Ủa, em là chủ tịch hội đồng quản trị luôn hả? Ừ. Vậy là em là chủ ở đây á hả? Ừ. Wow, trời ơi, tỷ không tin là em giỏi vậy luôn á chứ Dương. Chị phải nên biết chị đang làm việc cho một doanh nhân nổi tiếng ở Sài Gòn. Chị phải cẩn thận đó. Xuất
sắc quá, bái phục em luôn á. Theo báo cáo tôi nhận được, tuần qua các điểm nóng ma túy đã có nhiều nơi bị xóa sổ. Các băng nhóm bảo kê, lớp bị bắt, lớp bỏ trốn, một số tay mua bán ma túy cũng đã vô khám. Đây là chiến công lớn của đội ta. Ngoài số ma túy truyền thống mà chúng ta bắt giữ được, còn có một loại ma túy mới đang nổi như cồn ngoài kia. Là thứ nước màu xanh mà anh em đã tìm được trên xác những nạn nhân là con nghiện gần đây. Đúng vậy. Tần suất xuất hiện ngày càng nhiều những con nghiện sử dụng loại ma túy này. Chất kịch độc này làm tê liệt hệ thần kinh, khiến con nghiện rơi vào trạng thái quan tưởng cực độ. Và điều họ muốn làm là lao mình từ trên cao xuống, vì họ nghĩ mình là chim. Chúng ta đã bắt được một tay bán lẻ chất này, hiện đang tạm giam tại trại để lấy lời khai. Nhưng có vẻ như hắn ta chỉ là con nghiện được giao bán vài ống lấy công để được sử dụng thuốc thôi, nên chưa có lời khai nào có giá trị. Vậy mình phải tung anh em xuống địa bàn điều tra, phải nắm những gã mua bán tinh trong giới. Chắc chắn ít nhiều sẽ nắm được thông tin về chất ma túy mới này. Đây cũng là ý kiến của cấp trên. Bằng mọi giá chúng ta phải lần ra đường dây cung cấp loại ma túy mới này. Chuyên án của chúng ta sẽ có tên là C02. Tôi muốn tóm được gã cầm đầu, chứ không phải là những tay bán lẻ. Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ, ăn ý, lên kế hoạch cụ thể. Chúc chuyên án của chúng ta thành công tốt đẹp. Chủ tịch kêu chị lên làm việc trực tiếp, chắc là có chuyện quan trọng lắm đây nè. Mọi việc đều thay đổi kể từ khi chủ tịch về đây. Tất cả các phòng ban rất hiếm khi có cơ hội làm việc với nhau. Ồ, mà chị, em nói chị nghe này nè. Em không biết sao nữa, nhưng mà cứ mỗi lần em đứng trước mặt của chủ tịch đó, em thấy khớp khớp á. Chị cũng như vậy, huống hồ gì em là lính mới ở đây. Ờ, bây giờ chủ tịch đó mới thuê một bà vệ sĩ, cái mặt của bà hả, nhìn ớn ớn á. Có hả? Ừ. Bà tới kìa, em đi làm trước nha. Cô tên gì vậy? Tôi là Hà, tôi đến theo lệnh của chủ tịch. Đi theo tôi. Thưa chủ tịch, có cô Hà tới. Vào đi. Chủ tịch cho gọi tôi à? Dạo này cô có liên lạc với anh Lâm Phong không? Tôi có liên lạc với anh ấy, nhưng mà không gọi được ạ. Sao cô không đến nhà để thăm người bạn thân của mình, xem anh ấy ra sao? Tôi có đến một lần, nhưng mà không gặp được anh Phong. Cô gặp vợ của anh ấy à? Tôi có gặp một người phụ nữ, cô ấy nói là vợ của Lâm Phong, nhưng mà thật hư thế nào thì tôi cũng không biết. Họ kết hôn nhưng mà không làm đám cưới, theo như tôi biết. Tôi có gặp Lâm Phong trong một bữa tiệc, cũng chỉ có vài người thân mật để anh ấy có thể giới thiệu vị hôn thê của mình. Sau đó thì chúng tôi có bàn kế hoạch mới. Tôi không biết là có nên cho cô biết một chuyện này hay không. Dạ. Chuyện gì vậy? Lâm Phong đã bán lại hết tất cả cổ phần cho tôi và đã rút ra khỏi Romantic. Vì vậy tôi muốn cô triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp để thông báo về việc này. Dạ.
Cô có thể ra ngoài được rồi. Chào chủ tịch ạ. Không thể nào, không thể nào Lâm Phong lại bán đứt rồi bán tịch như vậy được. Đấy là cả sự nghiệp của anh ta mà. Chút đi. Xin lỗi mọi người, tôi có điện thoại. Alo, Thái hả? Tôi nghe đây cậu. Có một người đang muốn gặp cậu. Ai vậy? Cậu nói chuyện đi. Anh Hải, em Võ Hiếu đây. Alo, anh Hải, anh nghe em nói không, anh Hải? Alo, anh Hải ơi. Alo, alo. Cậu đưa máy, tôi gọi Zalo cho hai người nói chuyện. Xin phép mọi người, tôi ra ngoài một chút. Cậu không sao chứ? Không sao. Cho tôi nói chuyện với Võ Hiếu. Được rồi. Hiếu, anh đã mất hy vọng là được gặp lại em. Nhìn em tệ quá. Em từ cửa chết trở về mà
Giữ được cái mạng này là may lắm rồi anh. Em có rất nhiều chuyện muốn báo cáo với anh. Nhưng mà anh xuống dưới này được không? Được được, anh sẽ xuống liền. À anh Hải, nhưng mà anh xuống dưới này gặp em, anh bí mật nha, đừng cho ai biết nha. Mình có nội gián ở công an huyện. Hả? Nội gián hả? Dạ. Em không thể nói chuyện này qua điện thoại được. Anh hiểu rồi, cho anh nói chuyện với anh Thái. Dạ dạ. Tôi nghe đây. Ờ Thái hả? Tôi sẽ sắp xếp công việc để xuống Sài Gòn gặp cậu. Cậu cho tôi gọi cho Hiếu. Nhớ chăm sóc cậu ấy giùm tôi. Được rồi, cậu yên tâm. Thôi chào cậu. Nhà máy trà của ông Duy Kha là nơi sản xuất ma túy. Đích thân anh và công an huyện đã đến kiểm tra hết mọi ngõ ngách, đâu có phát hiện gì. Đó là một căn hầm bí mật nằm dưới lòng đất, ngay phía sau nhà máy trà. Ông Duy Kha chỉ là một mắt xích nhỏ trong đường dây này. Em dám khẳng định đây là một tổ chức mafia quốc tế hoạt động rất tinh vi. Không thể tin được. Anh đến đó nhiều lần để tìm em. Em ở ngay đó mà anh lại không biết. Anh có biết tại sao nó lại tồn tại ngay trước mỗi công an huyện không? Vì của nội gián là kẻ bán tin. Đúng vậy. Trước khi chết, tên chính rất ân hận. Và hắn đã cho biết tên người này. Là ai? Phó công an huyện Lê Đạt. Là Đạt? Là anh ta sao? Ông nhớ cân đối tài chính trước khi chuyển tiền cho các dự án. Dạ. Ông cũng biết rằng phi vụ mua lại công thức sản xuất ma túy mới này cũng của tôi quá nhiều tiền rồi. Ông chủ yên tâm, tôi sẽ lập kế hoạch tổng hợp lên cho ông chủ xem trước khi ký duyệt những hạng mục quan trọng. Tôi biết, ngay khi chúng ta đẩy được những đơn hàng ở nước ngoài, chúng ta sẽ thu lại những khoản tiền lớn. Nhưng từ đây tới lúc đó, chỉ cần thủ, không cần bung. Khách hàng mà Peter đưa tới, ông chủ có nghĩ đó là cá mập lớn không? Ông yên tâm, tôi biết gã này. Lý lịch của ông ta cũng khá đáng gờm. Từng là du học sinh thời Liên Xô cũ, nhưng sau này qua Ukraine lấy vợ sinh con để được ở lại. Ban đầu chỉ bán hàng chợ, nhưng sau này nổi lên như một tay anh chị khét tiếng trong giới ngầm. Bề ngoài cũng chỉ là một doanh nhân, nhưng thật ra là trùm mafia khét tiếng. Tôi chỉ lo những đơn đặt hàng lớn. Ngoài chuyện đổ tiền thật nhiều và khâu sản xuất, chúng ta phải tìm những nhóm thật là xuất sắc để trung chuyển hàng. Tôi đã có chút điều chỉnh trong nội bộ của mình. Tôi sẽ nói cho ông sau khi tôi có kế hoạch. Nếu như lão bàn vẫn tin tưởng những người phụ nữ đó thì tôi không còn ý kiến gì hết. Ông biết họ là những kẻ cứng đầu bản lĩnh mà, không thua đàn ông chứ. Tôi không xem thường họ, nhưng tuyệt đối không tin tưởng đàn bà. Ông mang nặng thành kiến với họ quá rồi. Nếu cho tôi được chọn lựa, tôi sẽ không làm việc với phụ nữ. Họ không phải là những người phụ nữ bình thường. Nhưng với tôi, đàn bà luôn luôn không qua ngọn cỏ. Có chuyện gì mà ông gọi trực tiếp cho tôi vậy? Dạ, tôi có chuyện gấp, cần báo cho ông chủ biết à. Nói đi. Dạ, dạ, tình hình nhà máy có biến lớn rồi ông ơi. Có chuyện gì vậy ông chủ? Lấy cho tôi khẩu súng nhanh lên. Dạ. Lấy một đội mảnh cho tôi. Lên đường lập tức. Cậu đã phối hợp với cảnh sát cơ động tỉnh rồi, nhưng tôi cảm thấy lo quá, sợ thông tin bị lọt ra ngoài đó. Đừng để cho bên công an huyện biết, nếu không chắc chắn sẽ có người báo cho ông Duy Kha. Mọi người đừng lo,
Tôi đã nói chuyện riêng với chỉ huy trung đoàn cảnh sát cơ động. Chỉ có một mình ông ấy mới biết địa điểm tập kết. Ngoài ra không ai biết địa điểm này. Tôi cũng đang sốt ruột, muốn phá tan cái điểm sản xuất này. Đây là khởi nguồn xảy ra các tệ nạn xã hội và những cái chết trắng đang gieo rắc khắp nơi. Xem chuyện gì sẽ ra. Mỹ Kỳ, cho mày một cơ hội đoàn tụ với con trai của mày. Đại ca, đại ca, đại ca, qua gỡ ổ cứng với máy tính đem theo. Dạ. Đưa hết tụi nó lên trên, đem hàng theo. Đứa nào ốm yếu thì chôn ngay tại đây luôn. Dạ. Nhanh lên, nhanh đi. Buông ra. Buông tôi ra. Ai không? Tôi giận. Buông tôi ra. Trúc Trà, Trúc Trà. Má này con. Đừng má. Trúc Trà. Đừng, đừng má. Đừng. Trúc Trà. Má nè con. Má nè. Má nè. Má nè. Má. Bình tĩnh lại. Má nè con. Má nè. Má nè. Má đây, má đây. Con lại nằm mơ thấy ác mộng nữa phải không? Con sợ lắm. Con thấy ông ta đuổi theo con ở trên đồi trà má ơi. Nè,
có má rồi. Có má bên cạnh con, má sẽ bảo vệ cho con. Con đi đâu má đi theo đó, ông ta sẽ không bao giờ dám làm gì con đâu. Con chưa từng thấy ai hung dữ và độc ác như ông ta. Nó không phải là con người nữa. Má, nếu như anh Hiếu rơi vào tay ông ta, con không biết ông ấy sẽ làm gì ảnh nữa. Con không dám nghĩ tới điều đó má ơi. Má cũng không dám nghĩ. Dù có lúc má từng nghĩ đến chuyện này, ông ta có mối thâm thù sâu nặng với anh con. Chà, có nước uống luôn. Thấy em làm giỏi không? Hai người vừa về là có nước uống liền à. Nhắn tin liên tục mà. Thiếu điều gắn con chip vô trong người luôn kìa. Chủ tịch được cái đó đúng không ạ? Chủ tịch? Ủa, gì mà chủ tịch ghê quá vậy? Tự phong luôn á hả? Thiệt chứ tự phong gì? Là chủ tịch của tập đoàn công ty Romatic đó. Ê, nhưng mà không phải. Lớn lắm. Lớn hơn giám đốc luôn vậy đó. Giống như là chủ công ty luôn vậy đó. Phải không chưa Dương? Chúc mừng nha. Ê Giang Giang, công nhận mày làm nước ngon thiệt á. Duyệt. Chứ sao. Vậy nói chuyện đàng hoàng mày. Tỉ ra ngoài đi. Anh tỉnh táo chưa? Tôi không biết. Giờ đầu óc tôi lơ mơ mù mẫm. Tôi cũng không biết là mình tỉnh hay là mình mơ nữa. Vậy anh có nhận ra tôi là ai không? Có phải người đàn bà đã hại tôi ra nông nỗi này? Tốt. Vậy là anh còn tỉnh và còn nhận ra tôi là ai? Người đàn bà mà tôi yêu nhất cũng là người đàn bà mà tôi hận nhất trên đời này. Làm sao tôi có thể quên được gương mặt xinh đẹp của cô? Người đàn bà có gương mặt thiên thần, nhưng mà bên trong là trái tim của một con ác quỷ. Tốt. Vậy là anh đã hiểu rõ hơn về tôi rồi đó. Khi chúng ta đã hiểu nhau, tôi nghĩ có lẽ giờ chúng ta nói chuyện với nhau dễ dàng hơn. Bây giờ cô còn cần gì ở tôi nữa? Cô lại dùng tôi như vậy chưa đủ sao? Làm sao mà đủ được? Với
những gì mà anh đã gây ra cho tôi. Anh vẫn chưa đền hết tội mà. Khi tôi phát hiện ra anh thuê người giả ma giả quỷ nhát tôi, thì tôi chỉ giận dữ. Nhưng khi anh đòi rạch mặt tôi, thì tôi chỉ muốn giết chết anh ngay tức khắc. Là anh tuyệt tình với tôi trước, tôi vẫn để cho anh sống làm mai cho anh rồi. Bây giờ thì anh nghe đây, anh phải làm theo những gì tôi nói thì anh sẽ được sống tiếp đó. Hả? Nếu không, tôi sẽ cho anh chết dần chết mòn trong căn phòng này. Không nước, không thức ăn. Chắc chắn là cũng không có thứ cho anh phê. Nghe rõ chưa? Nếu được, tôi sẽ làm theo những gì mà cô muốn. Vậy mới ngoan chứ. Hai người đi vô đây. Trước tiên cắt tóc, cạo râu gọn gàng cho nó. Sau đó bắt nó tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị sẵn một bộ đồ mới đẹp. Ủa, em tính thả nó ra hả? Tỷ đừng có hỏi nhiều, cứ làm theo em dặn đi. Tỷ biết cắt tóc mà đúng không? Không thành vấn đề. Dương, chuyến đi này chúng ta trắng tay, không thu hoạch được gì nhiều. Chúng ta đã chậm một bước. Đừng nản, em biết cách nào để tìm ra tên đầu sỏ. Có phải cậu muốn nhắc tới Chiêu Dương? Phải, cô ấy sẽ là đầu mối đưa chúng ta đến chỗ tên trùm. Lần thứ hai cậu quyết định tuyệt tình với Chiêu Dương sao? Cậu có còn yêu cô ấy không? Nếu anh hỏi em còn yêu không? Còn chứ anh. Cô ấy là vợ em, là mối tình sâu đậm của em. Nhưng em còn một tình yêu khác lớn hơn. Em yêu đất nước này. Em không muốn nhìn thấy một thế hệ tương lai bị tàn phá bởi cái chết trắng. Em cũng không muốn chứng kiến một xã hội suy đồi, bất ổn chỉ vì những kẻ coi mạng người như cỏ rác, kiếm tiền bất chấp lương tri. Không ngờ cậu là một người có lý tưởng lớn. Ngay cả những người đứng trong hàng ngũ chúng tôi còn có kẻ bán đứng tổ chức. Cậu là một người vì tình cảm lớn mà quên đi tình cảm riêng tư của mình. Tôi thật là cảm phục. Cảm xúc là bản năng, khống chế được cảm xúc mới là bản lĩnh anh à. Tôi mừng vì đã đặt niềm tin đúng người. Em cũng cảm ơn anh. Nhờ anh đã tiến cử em học một khóa kỹ năng sống ngắn hạn, nhờ đó mà em mới thoát được qua cửa ải này. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu từ Chiêu Dương. Cậu có biết cô ấy ở đâu không? Em mất dấu cậu đã lâu, nhưng tìm đến người này, chúng ta có thể gặp được cổ. Cũng còn đẹp trai chán. Ngồi xuống đi. Con nhỏ này, mày phụ nữ mà bạo lực vậy? Phải dịu dàng. Ngoan nha con. Con ngoan thì mẹ mới dịu dàng với con được. Con mà nổi điên lên á là mẹ đánh chết bà nha con. Ê, mày định xử nó thiệt hả? Nè, ống giảm thanh đâu? Hay dùng cái này đi, bớt ồn ào.
Anh chọn đi. Tôi cho anh quyền lựa chọn cuối cùng. Sống hay chết, tùy anh. Mày nghe không mày? Mày chọn nhanh đi, không là tao chọn cho mày đó. Ký đi. Ký mày. Ký đi. Nhanh lên. Đây là giấy tờ gì? Ký mày. Không hỏi nhiều. Chữ ký cũng đẹp đó. Nhưng mà có lẽ đây là chữ ký cuối cùng của anh. Cô hứa là cho tôi sống mà. Sau khi tôi làm tất cả những gì cô muốn, tôi sẽ giữ lời hứa. Sau cuộc họp ngày mai. Hai chữ định mệnh khiến cho cuộc đời con người có thể thay đổi mà bản thân ta cũng không hề biết trước. Con cũng không hiểu, cho đến lúc xảy ra quá nhiều chuyện. Lúc con còn nhỏ, chỉ nghĩ cả đời này sống bình yên bên ba là đủ. Nhưng rồi khi lớn lên, mọi thứ cứ xoay chuyển không ngừng. Mẹ con mình gặp nhau là cũng do định mệnh an bài. Không lẽ chuyện chị Chiêu Dương rời xa má cũng là do định mệnh sao? Má cũng không biết. Cho đến bây giờ câu chuyện của má và Chiêu Dương vẫn chưa có hồi kết. Một câu chuyện là về tình mẹ con. Đẻ nó ra rồi đánh mất nó. Tìm lại được rồi thì vĩnh viễn như có thể chia xa. Điều mà con nghĩ má nên an tâm nhất là chị hiện đang sống rất là tốt. Khi nhìn thấy chị xuất hiện, con rất bất ngờ. Má chỉ thấy Chiêu Dương nó thay đổi nhiều quá. Nó là một đứa nổi loạn. Cuộc đời của một con người thăng trầm cũng do tính cách mà ra. Con chỉ mong mỏi một cuộc sống bình yên cùng gia đình, bên cạnh những người mình yêu thương. Con không thích cuộc sống bon chen. Cho dù thương nhớ Chiêu Dương, nhưng bây giờ biết nó vẫn còn sống, mà còn sống tốt nữa, má cũng yên tâm phần nào. Giờ má chỉ lo là lo cho Hiếu của con thôi. Không biết nó sống chết ra sao nữa. Con chỉ cầu mong anh quay về. Anh Hiếu không thể nào bỏ má và con giống như anh Quý được. Một mình con không thể nào chống lại được ông Kha. Cố lên nha Trúc Trà. Đừng để chuyện xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của con. Alo. Cho hỏi có phải là cô Trà không? Dạ đúng rồi. Tôi là công an Bình Quận 3, nơi cô gửi đơn tố cáo kế toán công ty Biển Thủ Tiền. Mời cô lên cơ quan công an làm việc. Chúng tôi đã bắt được thủ phạm. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại tôi đang ở xa. Sáng mai tôi có mặt có được không ạ? Được, sáng mai chúng tôi sẽ giải quyết cho cô. Dạ, cảm ơn ạ. Má, con phải về Sài Gòn liền, có việc gấp lắm. Có gì mà gấp gáp dữ vậy con?
con chưa có khỏe lại mà. Con không sao đâu. Con ổn mà má. Mình ổn, cố lên Trúc Trà. Mày không được ngã gục lúc này. Sao rồi, mọi chuyện ổn chưa? Rất tốt. Cứ chuẩn bị làm theo những gì mà tao nói. Dạ, chào chủ tịch. Ừ. Dạ, bên phòng kế toán á, thì gửi báo cáo chi tiêu tháng này. Còn bên phòng kinh doanh á, thì gửi cho chủ tịch bản hợp đồng của công ty du lịch Sài Gòn Tour để cho chủ tịch tham khảo trước. À, chiều ngày mai chủ tịch có cuộc họp với lại đối tác. Lần sau những hợp đồng như vậy phải gửi mail trước cho tôi, để tôi có thời gian xem trước ở nhà. Dạ, em sẽ nói lại với phòng kinh doanh. Mọi người tới chưa? Dạ, còn 15 phút nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu. Ừ. Đem tất cả những hồ sơ này lên phòng họp trước cho tôi. Dạ. Em xin phép ra ngoài trước, qua xem phòng họp đã chuẩn bị xong chưa. Cảm ơn em. Tôi căng thẳng đến mức độ không thể ngủ được. Không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy. Đừng nghĩ tới những chuyện của quá khứ nữa. Hãy tập trung công việc cho ngày mai. Tôi đã tìm cách hồi lại một số đơn của khách. Sự việc này không thể kéo dài được. Một là mất uy tín. Hai là khách hàng không chờ được loại ma túy mới, sẽ tìm lại hàng cũ. Như vậy thì khi nào chúng ta bắt tay vào xây dựng cơ sở sản xuất mới? Chỉ như vậy chúng ta mới kịp thời giao hàng cho khách thôi. Tôi cũng đang đợi Chiêu Dương trả lời. Cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ. Đây là một cuộc họp bất thường dành cho cổ đông. Nhưng tôi có lý do để làm chuyện này. Tôi muốn mọi người nghe thông tin chính thức từ tôi, chứ không phải là một người khác. Lâm Phong đã sang hết tất cả cổ phần cho tôi và chính thức rút khỏi Romantic bắt đầu từ ngày hôm nay. Hả? Vậy là sao? Sao lại có chuyện đó chứ? Sao kỳ vậy ta? Vậy là sao? Thiệt tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rốt cuộc chuyện sao là sao vậy chứ? Lâu lắm không gặp anh ấy, không ngờ bây giờ lại có quyết định như vậy. Ừ, phải đó. Thư ký của tôi sẽ phát tất cả những chứng từ giấy tờ mà Lâm Phong bán cổ phần còn lại cho tôi. Quý vị cứ xem qua. Là sao? Là khó hiểu á. Đúng vậy, khó hiểu. Trời, tại sao Lâm Phong lại bán hết chứ? Trời đất ơi, cái gì vậy? Coi này, quyết định về cổ phần. Ờ, bán rồi, bán thật rồi. Tôi thấy lạ. Tại sao Lâm Phong rời bỏ Romantic? Anh ta là người điều hành tốt nhất ở đây rồi mà. Phải đó. Đúng như vậy. Tại sao vậy? Anh ta là có lẽ đối. Quý vị cần một lời nói trực tiếp từ Lâm Phong.
Chào anh. Cuộc họp vừa mới bắt đầu. Mọi người rất muốn nghe giọng nói của anh. Chào mọi người. Lâu lắm rồi không gặp mọi người. Lâm Phong kìa, dạo này anh ấy ốm yếu quá vậy? Sao trông cậu ấy tiêu tụy vậy? Sao cậu ấy kỳ vậy? Sao quá ta? Anh vào chủ đề chính đi. Em còn họp với mọi người nữa. Cũng như mọi người đã biết, tôi xin chính thức thông báo, tôi đã bán hết cổ phần cho cô Chiêu Dương. Sao vậy? Tại sao anh lại làm như vậy? Romantic là tâm huyết bấy lâu nay của anh mà. Đúng vậy. Tôi có những lý do riêng. Anh có thể nói hết lý do ra để cho mọi người đỡ thắc mắc đi. Tôi đã có gia đình. Tôi muốn tập trung, dành thời gian nhiều nhất cho gia đình của mình. Như vậy anh cũng đâu cần bán hết cổ phần của mình đâu. Đó chỉ là một trong những lý do. Điều quan trọng là tôi đang bị bệnh nan y. Tôi sẽ ra nước ngoài để chữa bệnh. Vậy hả? Hèn gì thấy anh ốm yếu quá. Ok. Vậy là mọi người đã thỏa mãn. Anh cứ đi nghỉ ngơi đi. Khi nào thuận tiện thì bất ngờ quá. Em sẽ gọi cho anh. Chồng giỏi lắm. Có muốn vợ thưởng cho không? Đừng lấy gần tôi. Đừng lấy gần tôi. Mày tưởng tao muốn mày hả? Mày không phải là gu của tao. Xong việc rồi. Vô trong. Mày đừng có sợ. Chưa có lệnh, tao muốn bắn mày cũng không được. Đi. Vô trong. Sao mình đã đồng đội đây chứ? Sống chơi giàu có kẻ đứng tay. Mình thật là ngu ngốc.
nghi tiếp cận Chiêu Dương bắt đầu từ nhà Lâm Phong, cô ấy sẽ ít nghi ngờ hơn. Cô nói đúng, Chiêu Dương là người khá thông minh, phải hết sức cẩn thận. Tôi xin mất cậu một lần rồi, đừng để tôi mất ngủ vì cậu nữa đó. Lần này thì khác, sau lưng Võ Hiếu luôn có đồng đội. Gì mà bấm chuông kiểu mày mày? Tôi muốn gặp Lâm Phong. Mày mà quen với Lâm Phong? Làm ơn nói với Lâm Phong, Tôi là chồng của Chiêu Dương. Tôi muốn gặp anh ấy. Anh ăn gì gọi đi. Em mà cứ tiếp tục như vậy sẽ không còn chỗ đứng trong tổ chức đâu. Em biết mà. Em biết mình đã bị loại rồi. Ông ấy vẫn lạnh lùng với em. Không, đó chỉ là một sự trừng phạt nhẹ lão bàn dành cho em thôi. Chỉ vì con Chiêu Dương mà đối xử với em như vậy, em không phục. Em sai rồi. Không phải chỉ vì tình riêng mà lão bàn đối xử với em như vậy đâu. Em đã vi phạm nguyên tắc của tổ chức. Nhưng mà em ghét nó, em muốn nó phải chết. Em bán đứng người trong tổ chức. Em đã vi phạm những nguyên tắc cấm kỵ trước giờ. Không những không nghe lời của lão bàn, em còn gây hoang mang trong tổ chức nữa. Em biết, từ khi nó xuất hiện trong tổ chức thì em đã bị lu mờ trong nhóm. Đừng có uống nữa. Em phải chứng tỏ bản lĩnh của mình đi. Mới có nhiêu đó đã gục ngã rồi hả? Nè em coi đi, em sai xỉn như vậy nè, có giải quyết được cái gì không? Em còn động lực nào để chứng tỏ bản thân mình nữa? Trước kia em làm mọi chuyện để chứng minh tình cảm của mình dành cho ông ấy. Còn bây giờ em có cố làm gì đi nữa thì trái tim của ổng giờ cũng đã có người khác rồi. Tại sao lúc nào cũng sống cho người khác hết vậy hả? Em phải biết tự yêu thương lấy bản thân mình đi. Em không có sống ích kỷ giống như anh. Anh chỉ tôn thờ bản thân mình thôi. Bởi vì như vậy mà tới bây giờ anh cũng chỉ có một mình thôi. Đúng, mình bị ba mẹ bỏ rơi rồi, chẳng còn tin tưởng bất kỳ ai. Anh cũng chẳng muốn trách nhiệm với bất kỳ ai hết. Tự yêu thương bản thân mình, như vậy là đủ. Rồi anh sẽ chết trong cô độc mà không biết tới hai chữ tình yêu là gì. Em tin trên đời này có thứ tình yêu đúng nghĩa? Có chứ. Đó là tình yêu của em dành cho lão bàn. Bọn anh không thấy sao? Thứ tình yêu ngu ngốc. Ông nội này mà là chồng của Chiêu Dương hả trời? Đó, ta mệt gần chết mới lo được ổng vô đó. Ổng xỉu ngoài kia kìa. Mày coi coi có phải chồng mày không? Thank you.
Chúng tôi đã nhận được tin tố cáo của cô. Chúng tôi đang tiến hành điều tra và phát hiện thủ phạm đã rời khỏi nơi cư trú. Cô Đào hiện tại đã mua rất nhiều đồ đạc, mua xe sang, sau cùng là đi du lịch. Và chúng tôi đã bắt được cô ta trong một khách sạn ở Phú Quốc. Và hiện tại tiền trong tài khoản của cô ta còn một ít thôi. Dạ, em cảm ơn anh. Mời cô ngồi xuống. Đây có phải là kế toán công ty của cô không? Dạ đúng rồi. Sao cô có thể làm như vậy được chứ? Tôi nhớ trước đây anh Hiếu và anh Quý đối xử với cô đâu có tệ đâu. Tôi xin lỗi. Tiền đã làm cho cô mờ mắt. Ngay lúc công ty gặp khó khăn nhất, cô không những quay lưng đi mà còn lấy cắp một số tiền lớn như vậy. Cô có còn lương tâm không hả? Tôi hiểu những bức xúc của cô. Chúng ta nên nhanh chóng tìm những thủ tục pháp lý để thu hồi tiền về cho công ty. Dạ, cảm ơn anh. Có vẻ như là anh ta đang đói đó. Hai người chạy ra mua tô phở giúp em đi. Ừ, đi em. Võ Hiếu, em đây. Võ Hiếu. Chiêu Dương, có phải là em không Chiêu Dương? Là em đây. Tại sao lại ra nông nổi như vậy hả Võ Hiếu? Trời, đúng là em rồi Chiêu Dương. Anh không nghĩ là có ngày anh còn gặp lại được em. Anh nói đi. Anh nói cho em nghe đi. Thời gian qua anh ở đâu? Ai bắt cóc anh? Là kẻ đã coi anh và em là kẻ thù không đội trời chung của ông ta. Duy Kha, anh đã sập bẫy của ông ta vì em. Sao lại vì em? Ông ta nhắn tin cho anh, đó là đã bắt cóc em. Còn gửi cho anh rất nhiều hình ảnh của em, cho thấy là ông ta đã theo dõi em từ rất lâu rồi. Anh đã không kịp nghĩ ra đó là một cái bẫy, đã vội vàng lao đi. Trời ơi. Xử với anh, anh vẫn còn yêu em sao? Mãi mãi, anh mãi mãi yêu em. Mẹ. Ủa, thưa mẹ, con mới về. Con về xong cho mẹ hay hả con? Con biết ngay là mẹ sẽ ăn mì gói mà. Mẹ ăn uống vậy sao mà con không lo được? Có mình mẹ à, mẹ ăn vậy cho nó nhanh. Mẹ đưa con. Mẹ đợi con 10 phút thôi. Con sẽ làm cho mẹ tô mì. Có thịt bò nè, có rau nữa nha. Quý ơi, mẹ đã từng bỏ lỡ yêu thương các con một thời gian quá dài. Mẹ thật sự rất hối tiếc con à. Trúc Trà là đứa con dâu quá ngoan. Bây giờ thì mẹ coi nó như con gái của mình rồi con à.
Ổng vừa mất máu, vừa đói nên ngất xỉu á. Nhìn ổng ghê quá à. Em không tin ổng là chồng của Chiêu Dương đâu. Nghe nói bị bắt cóc, mất tích một thời gian dài luôn đó. Ừ. Bây giờ anh mới thật sự tỉnh táo. Hai người ra ngoài đi, tôi và anh muốn nói chuyện riêng. Vậy thôi, tỷ ra quán cà phê trước nhà, có gì alo tỷ nha. Ừ. Đi em. Bây giờ anh có thể nói rõ hơn cho em biết được không? Em muốn nghe gì? Tất cả. Sau khi bị Di Kha bắt cóc, tra tấn dã man để trút hận, ông ta đã đưa đến một căn hầm sản xuất ma túy. Hầm sản xuất ma túy? Ừ. Di Kha sản xuất ma túy, anh có chắc không? Anh sống trong cái địa ngục đó bao nhiêu ngày, làm sao mà anh không chắc được? Vậy anh có thể mô tả lại căn hầm đó cho em biết rõ hơn được không? Tại sao lại quan tâm đến căn hầm đó vậy? Chị với em rất cần biết những gì đã xảy ra với anh thôi mà. Đó là một căn hầm nằm sâu trong khu rừng phía sau nhà máy của Di Kha. Họ đã bắt cóc một số người vô đó để ép họ sản xuất ma túy. Xung quanh luôn có đàn em của Di Kha canh gác cẩn thận. Và ngoài Duy Kha ra anh còn biết ai nữa không? Ý em là chắc chắn sẽ có người hợp tác với ổng. Anh không biết nhiều, vì khi anh phản ứng mạnh với tất cả những gì ông ta đã đối xử tàn tệ với bọn anh. Anh đã bị đánh đập và đưa đến một trang trại sâu trong khu rừng phía sau đó, và đó là cơ hội để anh thoát về đây. Tại sao anh lại tìm đến nhà Lâm Phong mà không quay về nhà? Anh muốn tá túc nhà Lâm Phong một thời gian, vì anh không thể xuất hiện trước mặt má và người thân trong bộ dạng tàn tạ như vậy được. Má sẽ đau lòng như thế nào khi nhìn thấy anh như vậy hả em? Anh muốn có chút thời gian để hồi phục sức khỏe. Và quan trọng hơn hết là anh muốn đi tìm em. Sau tất cả những gì xảy ra anh biết được, anh không thể sống thiếu em. Đừng nghĩ về em nhiều như vậy. Em không còn là vợ của anh nữa, em khác xưa rồi. Chiêu Dương, em đừng bắt anh phải sang thêm một lần nữa. Anh còn sống sót để trở về đây được, tất cả là vì em. Em không thể. Nhưng mà ít ra em cho anh tá túc ở đây một thời gian, chờ anh bình phục rồi anh tính tiếp được không em? Thôi được, em sẽ lo cho anh, nhưng không phải ở nhà này, với một điều kiện. Đừng nghĩ em vẫn thuộc về anh. Chúng ta hãy coi nhau như là bạn. Anh sẽ không từ bỏ quyền làm chồng của em. Anh cũng sẽ không ép em phải nghe bây giờ. Đợi đến một lúc nào đó, em có thể thấy anh xứng đáng là chồng của em hay không? Em yêu cuộc sống tự do lắm vợ Hiếu. Vì có bao giờ em nghĩ em còn một người mẹ không?
Không có ai ở nhà hả? Ừ, không có ai ở nhà hết. Mình về Sài Gòn thôi. Thân em cũng bị giằng xé giữa gia đình và con đường mà em đang đi. Quyết định bứt phá khỏi gia đình là một quyết định khó khăn nhất đối với em. Nhưng cuối cùng em cũng đã có quyết định cho riêng mình. Tỷ là trẻ mồ côi, cho nên hai từ gia đình đối với chị nghe rất là xa lạ. Cuộc đời của em giống như là chiếc lá cuốn bay bất định. Em thấy em có lỗi nhiều với người đã sinh ra em. Nhưng bây giờ đã dấn thân vào con đường này, em cũng không có đường lui nữa đâu. Em biết chứ, gia đình có thể nghĩ em là đứa tuyệt tình. Rất nhiều lần em đi về nhà thăm má, nhưng mà em chỉ dám đứng từ xa nhìn má thôi. Em làm như vậy vì em không muốn gia đình dính dáng bất kỳ điều gì về em. Em không muốn họ phải chịu rắc rối từ em. Em không muốn điều đó. Sống một mình, được chết một mình. Con đường này rất là nguy hiểm nếu như lôi theo người nhà. Thực sự trong lòng của em, em luôn mong gia đình của mình bình yên. Cho dù mình không thể nào ở bên cạnh, nhưng bây giờ thì gia đình lại gặp khó khăn. Đứa em rể của em thì bị chết trong một vụ án bí ẩn. Còn người chồng cũ của em thì lại đang mất tích. Chưa bao giờ chị thấy em khóc nhiều đến như vậy. Chứng tỏ em dành tình cảm cho gia đình rất là nhiều. Giờ em rơi nước mắt vì bản thân của mình, nhưng mà em không cầm lòng được khi chứng kiến cảnh gia đình của mình đang bị gặp nạn như vậy. Em không cầm lòng được. Nhưng mà ông sao, em sẽ vượt qua được. Em sẽ vượt qua được. Nếu như em muốn khóc thì em cứ khóc đi. Em không cần mạnh mẽ cứng rắn trước mặt tỷ đâu. Tỷ hiểu em mà. Em đã chọn con đường cho riêng mình, và con đường của em rất phức tạp. Em không muốn liên lụy tới bất kỳ người thân nào của mình cả. Anh hiểu tất cả những gì em đang nghĩ. Anh hiểu. Từ khi trải qua những ngày chết đi sống lại, anh cũng tự nhủ một điều rằng nếu như được sống lại một lần nữa, anh sẽ tận hưởng cuộc sống tự do thoải mái
hưởng thụ nhiều nhất có thể. Để nếu như có bất trắc xảy ra, có chết mình cũng không có gì phải tiếc nuối. Anh dám từ bỏ gia đình để sống cuộc sống tự do. Anh không nghĩ tới má sao? Anh chọn em. Em nghe điện thoại chút. Em nghe nè lão bàn. Ok, em qua liền. Tỷ với Giang về đây. Ok. Em có việc phải đi gấp. À, em cứ lo công việc của em đi. Ủa mà Lâm Phong đâu xanh không thấy? À, Lâm Phong đi nước ngoài rồi. Anh đã bán căn nhà này lại cho em. Anh cầm lấy rồi đi cắt tóc. Đi mua sắm quần áo đi. Giang, đưa anh đi giùm tao. Xong việc đưa qua bên nhà tao luôn. Tao biết rồi. Em đi nha. Anh cảm ơn em. Đi tỉ. Ừ. Anh. Em. Cuộc đời anh may mắn nhất là khi gặp được em. Chúng ta là một cặp trời sinh, kết hợp với nhau chỉ có lòng trời lỡ đất. Phải nói là song kiếm hợp bích. Có em thì anh cũng giống như một con hổ mọc thêm cánh thôi. Anh biết là có rất nhiều người khó chịu khi anh đặt lòng tin ở em. Tại sao anh cứ phải quan tâm cảm giác của người khác chứ? Đúng, anh không cần quan tâm tới cảm giác của người khác. Cái đầu của anh biết rất rõ anh đang làm gì mà. Vậy mới xứng đáng là ông trùm phải không? Địa điểm sản xuất mới của em như thế nào rồi? Chừng nào anh có thể đến xem? Chúng ta có thể triển khai bất cứ lúc nào anh muốn. Trước khi quyết định, anh cần phải đi tham khảo đã. Dạ. Anh cần triển khai nơi sản xuất mới một cách nhanh nhất. Trang thiết bị và ngay cả kỹ sư cũng đã sẵn sàng hết rồi. Chỉ còn đợi nơi sản xuất của em mà thôi. Ừ. Anh đã chốt phần trăm cho em chưa? Yên tâm, anh không bao giờ để cho em thiệt thòi đâu. Quan trọng là lượng hàng phải ra đều đặn. Thị trường đang hút cái nước vui vẻ của chúng ta. Địa điểm trên kia đang có vấn đề gì sao? Sao em lại hỏi như vậy? Mọi việc vẫn bình thường mà. Tại em thấy là anh có vẻ gấp gáp quá. Tiền đổi về nhiều, em có ham không? Em hỏi anh một câu được không? Anh hoạt động trên đó đã lâu. Anh có biết một người tên là Duy Kha không? Duy Kha? Lần đầu tiên anh nghe cái tên này. Ông ta rất là nổi tiếng trên đó. Chẳng lẽ anh chưa từng gặp mặt? Ông ta có nổi tiếng cỡ nào cũng chỉ là cốc ké mà thôi. Việc gì anh phải quan tâm? Anh đang nói dối. Cho tôi thuốc. Cho tôi thuốc đi.
Cho tôi thuốc đi. Cho tôi thuốc. Cho tôi thuốc đi. Mệt quá. Cho thuốc. Cho tôi thuốc. Cho tôi thuốc. Chơi xong thì im cái mỏ giùm tao. Còn la nữa là tao cắt cổ mày đó. Trời ơi, cái mặt cô tràn hết cái màn hình. Rồi sao tôi biết ở đâu? Nè. Nè, má coi đi. Ai đây? Ồ, cô về dưới hồi nào vậy? Ơ, bà Xuôi kìa. Chào chị Xuôi. Chào chị. Dạ, con mới về hồi sáng. Con tranh thủ về thăm mẹ rồi con lên liền. Công ty cũng nhiều việc nữa. Má nói chuyện với mẹ chút nha. Chào chị Xuôi. Chị Xuôi khỏe hả? Khỏe, tôi khỏe lắm. Ủa, chị khỏe mà sao thấy mặt ốm nhom vậy? Tôi cũng khỏe. Ốm nhưng mà tôi ít bệnh giặt. Chỉ có điều là làm miếng nấu ăn. Còn Trúc Trà nó mới vừa mua một đống đồ ăn để trong tủ lạnh. Chắc là ăn còn 3 tháng nữa mới hết. Ừ, tụi mình già ăn uống gì nhiều. Vậy mà nó mua quá trời luôn vậy đó. Thì con nhỏ nó mua đồ ăn kiểu này chắc con lên ký quá chị Xuôi. Không có nhiều đâu, má với mẹ nói con vậy hoài. Em về nha. Tôi vẫn không hiểu mối quan hệ của ông chủ với Chiêu Dương là mối quan hệ kiểu gì. Có thể là si mê, yêu đương hay là gì một cái thứ tình cảm gì khác. Ông đoán xem. Theo tính cách của ông chủ mà tôi biết thì ông chủ không yêu ai thật lòng. Nếu có si mê thì si mê trong phút chốc. Nhưng tôi chắc chắn một điều, không có sự mù quáng. Nhưng khi tôi thấy ông chủ bạc tai mỹ kỵ để bảo vệ Chiêu Dương, tự nhiên tôi lại cảm thấy thiệt là ngạc nhiên. Mối quan hệ này quá phức tạp phải không? Một ngày nào đó ông sẽ hiểu. Tôi chỉ sợ đến lúc đó Chiêu Dương lật đổ ông chủ, rồi không biết tôi có thể cứu nổi ông chủ không. Ông nghĩ là cô ta dám lật đổ tôi? Tại sao không? Người đàn bà đó quá dễ sợ. Ánh mắt của cô ta nói lên mọi điều. Đừng có lo, cô ta không thể chiếm quyền của tôi được. Vậy ông chủ vẫn quyết định làm ăn lớn với Chiêu Dương? Hãy lợi dụng tham vọng của kẻ khác để biến nó thành vũ khí trong tay mình.
Gì đó Giang? Thằng cha Lâm Phong đi đâu mất rồi? Cái gì? Ê Giang, mày ở đâu? Mày canh chừng kiểu gì mà nó bỏ đi mà mày không biết vậy? Thì nó vẫn ở trong phòng đó. Trời ơi, nó la hét như một thằng điên vậy đó. Tao phải cho nó một liều thuốc. Nó chơi xong rồi nó bay luôn rồi. Thôi kệ nó đi, vài bữa nữa nó cũng mò về. Cái thằng đó mà không có thuốc nó không sống nổi đâu. Mà tao thấy nó như một thằng khùng vậy đó mày. Nó khùng chứ còn gì nữa mà giống. Vợ Hiếu đâu rồi? Ông ở trong trọng á. Thôi được rồi, hai người đi về bên kia đi. Mày nè, em sống với tên người rừng đó liệu có ổn không vậy? Người rừng đó từng là chồng em mà. Nhưng mà tỷ yên tâm đi, em chỉ cho anh ta ở nhà một thời gian thôi. Nè, đừng bao giờ đặt bất cứ lòng tin vào một người nào đó, cho dù người đó từng mặn nồng với em. Tỷ nhìn mặt em có còn ngu gì yêu hay không? Ok thôi được rồi, có chuyện gì alo cho ta, ta tới giải cứu cho ngươi nha. Đi em. Cứ hiểu lầm, chỉ là em không thể kềm chế được khi nhìn thấy vết sẹo trên lưng của anh. Nó cũng đã từng nằm trên lưng của em lúc em 17 tuổi. Em, tại sao lại phải kềm chế cảm xúc khi mình vẫn thuộc về nhau? Anh, nếu anh nghĩ em vẫn là vợ của anh thì anh hiểu lầm rồi đó. Thôi anh nghỉ ngơi đi, em phải về phòng. Quý sống khôn thác thiên, phù hộ cho anh Hiếu bình an quay trở về. Làm sao một mình em có thể gánh vác hết trọng trách mà hai anh để lại?
Mày là ai? Ra đây! Là tao đây. Thằng điên! Mày nghĩ mày dọa được tao nữa hả Trường Hận? Tao là Niên, không phải Trường Hận. Mặt xác mày là ai? Đứng lại. Mày mà tiến thêm bước nữa, tao bắn nát sọ mày. Giao được nhà của số 2. Được lắm. Bước đầu, cô lấy lòng tin của Diêu Dương. Cô ấy có vẻ tin em, nhưng Diêu Dương đã thay đổi rất nhiều. Cậu nhớ quan sát căn biệt thự và gửi hình về cho đội. Ok anh. Chết rồi, không thể chết thêm lần nữa. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Mày đứng lại không? Tao không muốn gây án mạng. Một người đã chết sẽ không chết hai lần. Mày bắn tao đi. Lâm Phong đã thất thế. Lần này ai đã trả tiền cho mày để làm điều này hả? Lâm Phong đã thất thế là ai? Ai trả tiền để cho mày làm chuyện này hả? Đứng lại. Mày chết rồi. Không được chết hai lần. Get him!